Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ hai của tuần tịnh tâm. Ngày hôm qua chúng ta nói về người cha rất tuyệt vời của mình, một người cha yêu thương con của mình, một người cha luôn luôn hướng về con, cho dầu đứa con đó ở trong tình trạng nào thì người cha với đôi mắt của yêu thương đã nhìn ra con của mình. Và khi con của mình còn từ đằng xa thì người cha đó đã không kềm được cái lòng của mình, đã chạy ra ôm lấy người con và hôn lấy hôn đề, cho dầu nó ở trong tình trạng nào, nó cũng là con của mình. Có một chân lý mà tôi muốn anh chị em phải ghi nhớ, đó là muôn đời con là con của cha, không bao giờ thay đổi. Chúa Giêsu là người đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện của người cha từ bi nhân hậu tuyệt vời đó. Ngày hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu lại dẫn chúng ta đi đến một thực tại kế tiếp. Khi mà gặp cha rồi thì thưa sao anh chị em, mình sẽ phải về nhà cha của mình, đúng không? Khi mà cha con gặp nhau rồi thì phải về nhà chứ. Và hôm nay Chúa Giêsu trong bài tin mừng dẫn chúng ta đi về nhà cha. Cho nên cái từ chìa khóa để chúng ta mở cái bài tin mừng này, đó là nhà cha của tôi, nhà cha của tôi, nhà cha tôi. Nhưng mà đây là cái cách dịch mà rất là văn chương anh chị em thấy. Còn nếu mà chúng ta dịch sát trong cái bản gốc á, thì phải dịch rất thật như thế này, giống như là hai đứa con nít mà nó nói chuyện với nhau, đó là nhà cha của tao. Trong cái ngôn ngữ của đứa bé nói về nhà cha của mình. Và cái nhà ở đây không đơn thuần là gỗ đá gạch xi măng, mà là gia đình. Cho nên khi nói nhà cha tôi, nhà cha tôi, nhà cha tôi, thì muốn nói rằng đây là gia đình của tôi, căn nhà này là căn nhà của tôi, và tất cả những người đang hiện diện trong căn nhà đó, trong đền thờ đó, là anh chị em tôi, là gia đình tôi. Nhưng mà điều gì Chúa Giêsu chứng kiến cho anh chị em? Ngài chứng kiến một chuyện rất đau lòng. Huynh đệ sâu xé, bóc lột nhau. Ngài chứng kiến điều gì xảy ra ở nhà cha Ngài, ở cái đền thờ đó, ở cái gia đình đó. Điều gì xảy ra? Người ta buôn bán và đổi chác. Tin mừng chỉ ghi lại như thế này: có những kẻ bán chiên, bán bò, bán bồ câu và những người đổi tiền. Theo luật của đền thờ thì khi lên đền thờ như vậy thì phải đóng thuế đền thờ, mà thuế đền thờ thì không thể đóng bằng tiền của Roma được, mà phải đóng bằng cái đồng tiền khác, tiền Do Thái. Cho nên cái người lên đền thờ thì phải đổi cái tiền. Và khi đổi tiền đền thờ như vậy thì đương nhiên là phải trả phí tiền, rồi còn đóng thêm tiền đền thờ nữa. Và mỗi lần mà đổi phí như vậy thì cái phí nó không có nhỏ thôi anh chị em, rất là cao. Cho nên cái người đổi tiền là cái người bóc lột một cách nào đó, ăn cái phí đó. Mà cái người đổi tiền này là ai thưa? Cái người đổi tiền là con cháu của những người coi cái đền thờ đó. Và tiền đền thờ thì lại đóng thuế nữa, cho nên họ ăn hai ba đầu. Chưa hết, không chỉ đổi tiền mà còn bán chiên bò bồ câu, nghĩa là bán của lễ để mà dân chúng mua, mà dân của lễ toàn thiêu. Và ai là người buôn bán? Thưa, cũng là con cháu của những người làm ở trong đền thờ. Nhưng mà điều đáng chú ý ở đây là gì? Những người bán chiên, bán bò thì Chúa Giêsu chỉ đuổi chiên bò của họ đi thôi. Còn cái đám bán bồ câu thì Chúa nói như thế này:
đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Người giàu mới mua được nguyên con bò, người giàu mới mua được nguyên con chiên, cho nên cái số người mà mua được con bò con chiên thưa rất ít, đếm ở trên đầu ngón tay. Còn đa số là mua gì anh chị em? Mua một cặp bồ câu. Đa số là người nghèo, cho nên cái đám bán bồ câu này là cái đám nó rất là lời, nó bóc lột người nghèo. Cho nên anh chị em thấy Chúa Giêsu nổi giận ở đây là gì? Ta về nhà cha của ta. Và khi nói nhà cha đây là nói đến gia đình, mà tất cả mọi người trong cái đền thờ đó, trong cái nhà đó là anh chị em của tôi. Và tôi chứng kiến gì? Tôi chứng kiến anh chị em trong gia đình đang bóc lột nhau, đang trao đổi tiền bạc, và không có nghĩ đến tình nghĩa gì hết, chỉ nghĩ đến cái túi tiền của mình. Và đó là một thực tại rất đau lòng. Đó là điều mà chúng ta cần suy nghĩ ngày hôm nay. Ngày hôm qua chúng ta nói về tình cha, ôi tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta nói đấy, chúng ta có chung một người cha tuyệt vời như thế đó. Và chúng ta là anh chị em với nhau này, chúng ta đối xử với nhau như thế nào? Chúng ta đang vì tình cảm thiêng liêng gia đình mà đối với nhau, hay vì đồng tiền, hay vì cái túi của mình? Có một người đến khóc với tôi và nói với tôi như thế này: thưa cha, em con nó mượn có 5 triệu thôi, nhưng mà nó phải trả lại, và bây giờ lên đến 135 triệu rồi. Và cha biết ai là người cho nó mượn không? Thưa, là người Công giáo, và là một người rất nổi tiếng, mà rất nhiều nhà thờ, nhà thánh biết đến. Tôi mới hỏi rằng: chị ơi, cho vay cái gì mà cắt cổ dữ vậy? Vay đó thì trả như thế nào? Thưa cha, 1 triệu trả 1,6 triệu. Nhưng mà cái khổ là em con nó viết giấy nợ, nó viết nó chấp nhận vay với cái lãi như thế. Và cha biết không, khi mà không có tiền thì nhà con chung với nhau một cái chòi, và bán được cái chòi cái nhà đó thì chia ra được mỗi đứa có bao nhiêu tiền đâu. Và khi mà nó bán rồi thì nó đi chỗ khác nó ở, thì nó nghĩ là chắc là nó trốn được nợ. Nhưng mà không ngờ người ta tìm được nó, và người ta đưa ra tòa án, và bây giờ nó phải trả 135 triệu bởi vì mượn có 5 triệu thôi. Và ai là người kéo nhau ra tòa án? Thưa, tất cả đều là những người tin, những người Công giáo. Đó ta gọi là gì? Bóc lột. Tôi chưa thấy một cái người nào mà ác đến như thế. Anh chị em Công giáo của mình đấy, một người rất tốt trước mặt mọi người, có một cái công ty ở Sài Gòn này, về may mặt, về quê của mình ở vùng xa xăm, lôi kéo những khuôn mặt bạn trẻ, đặc biệt là nữ, lên Sài Gòn để làm cho công ty của anh ta. Và anh ta hứa hẹn trả lương rất là đàng hoàng. Và tôi gặp được một bạn làm trong cái công ty đó. Thưa anh chị em, làm từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ khuya, và một tuần làm 7 ngày. Lương anh ta trả là 5 triệu một tháng, nhưng mà anh ta nói rằng: thôi, chú đưa cho con 2 triệu rưỡi thôi, còn 2 triệu rưỡi chú giữ dùm cho, khi nào con về quê chú đưa. Và bao nhiêu lần về quê thì em ấy nói rằng: thưa cha, cứ đưa nhín nhín cho con vài triệu, trong khi nếu tính theo năm thì con phải được tới mấy chục triệu rồi. Người Công giáo của mình. Một người nói với tôi rằng: thưa cha, ở cái vùng đó,
Cha thấy nuôi heo rất là nhiều, cha thấy không? Heo bệnh không sao hết thưa cha, bỏ hết vô trong tủ lạnh, qua hết mùa dịch đem ra bán, đặc biệt là biến thành heo quay và bê thui. Tôi không biết làm sao mà thịt heo mà trở thành bê thui. Ai làm? Người công giáo của mình. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay đặt lại vấn đề. Nếu chúng ta ngày hôm qua được đề nghị rằng hãy chạy đến ôm lấy và hôn lấy hôn để cái người nào mà làm cho mình buồn lòng đó, tha thứ cho họ đi, thì ngày hôm nay chúng ta phải xét lại hành vi, lời ăn, tiếng nói, việc làm của mình, xem chúng ta có đối xử công bằng với anh chị em của mình không. Và công bằng đó nó xảy ra ngay nơi trong gia đình của mình. Đôi lúc anh chị em trong gia đình chỉ vì đồng tiền, vì miếng đất mà không nhìn mặt nhau, từ nhau, không bao giờ bước qua nhà nhau nữa. Đấy, Chúa Giêsu về nhà của mình. Thực tế là gì? Người nhà đã không chịu đón nhận Ngài. Các môn đệ nhớ lại câu kinh thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây đã phải thiệt thân. Câu này trích trong Thánh Vịnh 69. Nguyên văn trước sau tôi xin trích một vài đoạn cho anh chị em để hiểu như thế này: anh em nhà kể con như người dưng nước lạ, hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con đây đã phải thiệt thân. Chúa biết rõ con bị người chửi mắng, lại mang vào thân tủi hổ với nhục nhằn. Lời thóa mà này tim con tan vỡ, con héo hắt rã rời. Thay đồ ăn chúng trao mật đắng, con khát nước lại cho uống giấm chua. Anh chị em nghe cái thánh vịnh này vào cái tuần thương khó. Chúa Giêsu về nhà của mình và anh chị em của mình đối xử với Ngài như thế nào? Xem Ngài như người dưng nước lạ vậy. Và cái đau là gì? Thay đồ ăn chúng trao mật đắng. Đói quá trời đi thì lại đưa mật đắng. Con khát nước thì lại cho uống giấm chua. Nó phản ánh cái gì? Cái ác tâm của con người. Con người chúng ta có một cái tâm. Cái tâm đó, một, nó sẽ là tâm hiếu sinh, nghĩa là tâm hướng về sự sống, khao khát sự sống, kiến tạo sự sống, nghĩ về điều tốt, những điều đưa đến sự sống. Sự sống cho bản thân mình, sự sống cho mọi người xung quanh mình. Bởi vì quý trọng sự sống cho nên tất cả những việc mình làm đều mang đến sự sống. Cái gì mà hại đến sự sống của người khác mình không làm. Đó ta gọi là tâm hiếu sinh. Hay ta lại mang lên mình một cái tâm gọi là tâm sát sinh, nghĩa là chỉ nghĩ đến sự ác, ghen ghét hận thù, nguyền rủa người ta, và chỉ vui mừng khi người ta gặp khốn khó gian nan và tìm cách hại người khác. Và vì cái lợi của mình mà bất chấp hết tất cả mọi sự, và khuôn mặt vẫn là một khuôn mặt đạo đức, nhưng mà lòng già đang mang một cái tâm sát sinh. Và với cái tâm sát sinh đó, chúng ta đã đóng đinh Chúa Giêsu. Với cái tâm sát sinh đó, chúng ta đã giết anh chị em của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu, đó là tin mừng Gioan chương thứ hai. Chương thứ nhất nói rằng Ngài về nhà của mình, người nhà không đón nhận. Chương thứ hai, Chúa Giêsu bước vào đền thờ, và đúng vậy. Và chương cuối cùng, chương gần cuối, chương thương khó đó, Chúa Giêsu ở trong nhà của mình, ở trong đền thờ Jerusalem, Ngài kêu lên: ta khát.
Và quả thật người ta đưa giấm chua mật đắng cho Ngài. Ở trong đền thờ thì có một chi tiết xảy ra nữa, đó là dân của lễ đền tội. Mỗi lần người ta lên đền thờ là mỗi lần người ta thờ phượng Chúa và dân của lễ đền tội. Và trong đền thờ Jerusalem, ở những cái chương cuối cùng của Tin Mừng Gioan kể cho chúng ta nghe một câu chuyện khác. Giêsu đó, người anh cả trở về nhà cha của mình mà thấy tất cả em út của mình đó đang xâu xé nhau đó, đã dâng lên cha chính bản thân mình làm của lễ đền tội. Tin Mừng viết như thế này: khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đập dập ống chân người. Đây là một chi tiết rất quan trọng trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh quy định rằng tất cả những con vật dâng cho Thiên Chúa không được đập dập ống chân của nó. Tất cả những con vật tế lễ cho Thiên Chúa làm của lễ đền tội, của lễ toàn thiêu, không có được, không được có bất cứ một bệnh tật, một tì vết nào, và ghi nhớ, không được đập dập ống chân nó. Cho nên khi cái chi tiết rằng nói với Giêsu Kitô chết và người ta không đập dập ống chân Ngài thì muốn nói gì? Chúa Giêsu Kitô là con chiên vẹn tuyền vô tỳ tích dâng lên cho Thiên Chúa là Cha, trở thành của lễ đền tội cho chúng ta. Và lại ghi tiếp: những người lính đã lấy lưỡi giáo và đâm vào cạnh sườn của người, tức thì máu và nước chảy ra. Của lễ mà dâng đó, thưa anh chị em, sẽ xẻ ra làm đôi. Cái máu đó một nửa sẽ được rảy trên dân, một nửa sẽ được rảy trên bàn thờ. Và người ta sẽ đổ nước lên cái của lễ đó và người ta sẽ thiêu nó bằng lửa. Cho nên cái chi tiết rằng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn của người là cái chi tiết rõ ràng. Chúa Giêsu Kitô đó, người anh cả của chúng ta đó, đang biến chính mình thành của lễ đền tội, dâng lên cho cha để xin cha tha thứ tội cho em của mình. Và Ngài nói gì với cha? Lạy cha, xin tha cho họ, bởi vì họ không biết việc họ làm. Tình Chúa Giêsu dành cho chúng ta là thế đấy. Cho nên có hai thứ công bằng. Cái thứ công bằng thứ nhất mà ngày hôm nay chúng ta được mời gọi điều chỉnh lại trong cuộc sống của mình là thứ công bằng trong tương quan anh chị em với nhau. Mình phải đối xử, bởi vì chúng ta là anh chị em trong cùng một gia đình, đừng vì túi tiền của mình, đừng vì cái lợi của mình, mà hãy nghĩ đến tình cảm huynh đệ chị em, mà vì lợi ích của người khác. Điều chỉnh trong lời ăn, tiếng nói, việc làm. Một cái thứ công bằng thứ hai, công bằng của tình thương, công bằng của đền thay. Chúa Giêsu đã làm cái công bằng đó. Ngài ôm lấy hết tất cả bao nhiêu tội lỗi của chúng ta gánh hết. Con xin gánh hết. Anh chị em trong gia đình có bao giờ chứng kiến cái cảnh đó chưa? Cái cảnh mà đứa anh đứng ra chịu tội cho đứa em chưa? Đừng có đánh con, đừng có đánh con, đừng có đánh nó, đừng có đánh nó. Nó không có biết gì hết, đánh con nè, đánh con nè. Tôi đã từng chứng kiến hai anh em ruột, hai thằng bé chơi chung với nhau. Thằng em nó nghịch quá thì nó làm vỡ cái chậu hoa. Thế là ông bố giận lên phạt, kêu vô. Và bây giờ hỏi rằng đứa nào bày trò, đứa nào chịu phạt? Thằng anh đứng ra ngay: con nè, đừng có đánh em, con nè. Đó là thứ công bằng của tình thương. Chúa Giêsu của mình đã làm và vẫn đang làm mỗi ngày trên bàn thờ. Ngày hôm nay lại là ngày 8 tháng 3.
khiến cho tôi nhớ đến khuôn mặt của một bà mẹ. Bà là mẹ của một người bạn của tôi. Gia đình bạn ấy có 5 anh chị em. Bà có 5 người con. Gia đình nghèo. Bố thì chết sớm, cho nên bà tận tạo nuôi con. Bà nuôi rất đơn giản, bằng một cái gánh bánh canh thôi. Cứ sáng rồi gánh cái bánh canh ra chợ, chợ Hàng Xanh này. Rồi chiều gánh về, với gánh bánh canh đó mà nuôi được 5 đứa. Một lần kia lúc đó cũng lâu lắm rồi, khi tôi chưa đi tu đến thăm thì không có thấy cái gánh nữa mà chỉ thấy cái xe đẩy. Mới nói rằng bác ơi, ủa cái gánh của bác đâu rồi mà giờ biến qua cái xe rồi. Con à, gánh biết chịu không nổi, bây giờ đau vai quá. Bác sĩ bảo rằng không được gánh nữa. Thế là làm cái xe ba gác bây giờ đẩy. Cách đây không lâu tôi đến thăm thì bây giờ nghỉ bán bánh canh rồi. Nhưng mà chuyển sang một cái bệnh gọi là bệnh đau lưng. Bởi vì cứ đẩy như vậy nhiều quá, cứ gánh gồng nhiều quá. Chuyện kể là bà có 2 đứa con ở trong gia đình. 2 đứa này nó hoàn toàn nó ngược nhau. Cái thằng bạn của tôi là một đứa con rất ngoan, luôn luôn quan tâm đến mẹ, chăm sóc cho mẹ từng chút một. Trong khi cái thằng em của nó thì trời ơi, cứ vòi tiền của mẹ và đi chơi. Và cho đến bây giờ nó vẫn chưa có việc làm. Và bà mẹ vẫn cứ chăm chút và lo cho nó. Trong khi anh của nó là bạn của tôi luôn luôn là tức giận và chửi bới nó. Nhưng mà người mẹ thì cứ thế mà nuôi. Và có một lần tôi nói với bà, bác ơi tại sao mà bác cứ chiều nó hoài vậy, bỏ nó đi, đừng có nuôi nó nữa. Và không chỉ nuôi nó mà nó lâu lâu nó còn về nó xin nợ, mặc dù nợ không có nhiều. Nhưng mà bà lại dành dụm cái đồng tiền của đứa này đứa kia cho mà đưa cho nó. Tôi mới nói bỏ nó đi. Bỏ sao được con. Nó là con của mình mà, biết nó sai nhưng mà mỗi lần nó cứ khều khều như vậy. Làm sao bỏ được. Chúng ta bắt được nơi đó khuôn mặt của một người cha. Một người cha nhân hậu trong bài tin mừng. Ôm lấy con của mình và trong thâm tâm cứ hôn lấy hôn để nó, bất cứ nó ở cái mùi nào và nó ở trong tình trạng nào, nó vẫn là con. Hay là dung mạo của một Chúa Giêsu Kitô, một Công Chúa, một đền thánh. Bao nhiêu tội của con mình gánh lấy. Và bà nói với tôi rằng, con biết không, ngày nào bác cũng lầm chuỗi, xin Chúa tha tội cho bác. Tôi nói là bác có tội gì đâu, bác đầy công đức chứ bác tội gì. Tội của bác là không biết dạy con. Có một thứ công bằng mình không hiểu được. Công bằng của tình yêu thương. Và những người mẹ, những người chị đã làm điều đó. Đặc biệt Chúa ban cho người phụ nữ có một cái ơn rất là tuyệt vời. Đó là khúc lòng của người đó có thể cưu mang một sự sống. Chúng ta tạ ơn Chúa. Và chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các chị, cách riêng là các bà mẹ trong thánh lễ chiều hôm nay. Và xin cho mọi người chúng ta khi nhìn nhau nhớ rằng chúng ta là anh chị em đó, cùng một cha trên trời. Và khi nhìn lên Chúa Giêsu, hãy nhìn tấm gương của người anh cả, đền thay tất cả cho em của mình. Học nơi đó cái màu nhiệm bị đâm thâu, máu và nước chảy ra. Học nơi đó cái màu nhiệm trở thành của lễ vẹn toàn, vô tỷ tích, để đền thay cho tất cả em của mình. Và đó là đức tin của mình đó. Cho nên đức tin của mình tuyệt vời ở chỗ đó là sống cái tình gia đình.
cái tình con Thảo đối với cha, cái tình anh chị em và đặc biệt tuyệt vời đối với người anh cả, cứu Chúa là Giêsu. Và mình sống cái tình đó là sống đức tin của mình. Anh chị em thân mến, Alexander Pope là một nhà thơ người Anh sống khoảng đầu thế kỷ thứ 18. Và ông có xuất bản một tác phẩm vào năm 1711, An Essay on Criticism. Trong đó có một câu ông viết như thế này: lầm lỗi là đặc tính của con người, và tha thứ là đặc tính của Thiên Chúa, của Thần Linh. Cách nào đó anh chị em và tôi, chúng ta đều đồng ý và kinh nghiệm rằng đúng vậy, lầm lỗi là đặc tính của chúng ta. Dường như ngày nào cũng vậy, khi nhìn lại cuộc sống, ngày sống của mình, anh chị em và tôi, chúng ta đều thấy rằng trong ngày hôm nay mình có mắc phải cái lỗi gì đó. Và dường như không có ngày nào mà chúng ta không mắc những cái lỗi, tùy là lớn hay là nhỏ. Nhưng mà tha thứ thì chúng ta có thể không? Thưa vẫn có thể. Nhưng mà nó luôn luôn là một nỗ lực không ngừng. Và có những người nói với tôi trong cái lập luận rằng: thưa cha, tha thứ thì con tha thứ, nhưng mà con không quên được. Mà không quên được thì làm sao mà tha thứ cho đến trọn vẹn, thưa anh chị em? Cho nên phải chăng là tha thứ chỉ là đặc tính của Thiên Chúa mà thôi, và con người thì không thể. Cho nên Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Ngài đưa ra một câu trả lời rất tuyệt vời: thưa Thầy, có phải là con phải tha đến 7 lần không? Đó là một con số hoàn hảo trong Kinh Thánh. Con với nỗ lực là một con người mà con tha được 7 lần, như vậy là hoàn hảo lắm rồi, phải không Thầy? Và tôi cũng nghĩ rằng chắc lúc đó Thánh Phêrô cũng mong chờ rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ khen rằng: đúng, con nói đúng, con phải tha đến 7 lần. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói thêm một câu: không con à, không phải là 7 lần mà 70 lần 7. Bởi vì sao? Trong cái nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ đơn thuần là con người, mà chúng ta còn là thần linh. Anh chị em đọc lại Kinh Thánh có nhớ cái giây phút mà con người ăn trái cấm, cái hình ảnh ở trong sách Sáng Thế Ký? Và sau lúc mà con người ăn trái cấm đó, con người bắt đầu gọi là biết điều thiện, điều ác đó, thì Kinh Thánh có kết một câu như thế này, đó là Thiên Chúa nói: bây giờ con người đã là một trong số chúng ta. Con người giờ đây đã trở thành thần linh. Và Kinh Thánh lại nói trước đó một câu định nghĩa rất tuyệt vời về con người: con người là hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Có nghĩa là nơi nhân tính của chúng ta, thưa anh chị em, mang lấy chính cái gì đó thuộc về thần linh. Và Kinh Thánh lại cho thấy một cái hình ảnh khác nữa rằng Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ mũi con người. Và Đức Bênêtô thứ 16, Ngài nói rằng con người trở thành những người mang hơi thở thần linh. Và các thánh giáo phụ nói rằng cái hơi thở thần linh đó nó bất tử và chính là linh hồn của chúng ta. Và cha Carano, Ngài nói rằng bởi vì thế mà nơi con người có cái chiều kích siêu việt, chiều kích thần linh, có nghĩa là con người có khả năng vượt quá chính mình, và không chỉ thế, có khả năng đón nhận trọn vẹn Thiên Chúa là đấng vô hạn trong cái hữu hạn của mình. Hay nói một cách đơn giản, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta là những vị thần. Bởi vậy nơi chúng ta có một khả năng mà Chúa Giêsu Kitô nói rằng khả năng đó nó vượt quá cái khả năng của con người. Không chỉ là chúng ta có thể tha thứ 7 lần, mà chúng ta có thể tha thứ như Thiên Chúa tha thứ 70 lần 7, tha thứ cho đến vô cùng.
Thiên Chúa có và ban cho chúng ta cái khả năng đó, để chúng ta có thể vươn đến Ngài, để chúng ta có thể trở nên giống như Ngài, và sức mạnh, ân sủng để giúp cho chúng ta đạt được cái chiều kích đó chính là Chúa Giêsu Kitô, đấng đầy tràn ân sủng và sự thật. Câu chuyện ngày hôm nay cho chúng ta thấy được tình thương và ân sủng của Thiên Chúa đổ xuống trên con người là vô cùng. Cái người mà mắc nợ trong bài tin mừng ngày hôm nay với một cái số đó là 10.000 yến vàng. Nói một cách khác là 100 tấn vàng. Thưa anh chị em, 10.000 yến vàng hay 100 tấn vàng đó, nó không phải là tài sản đơn thuần của một gia đình, mà là tài sản của một quốc gia. Và cái người vua này, ông ta tin tưởng cái người đầy tớ của mình, cho đến nỗi ông ta có thể nói giao hết tài sản quốc gia đó cho cái người đầy tớ này một cách vô điều kiện. Tại sao một người đầy tớ bình thường mà khi nào mượn là ông ta cho, khi nào mượn là ông ta cho đến nỗi mà khi ngồi tính sổ lại là một số tài sản kinh hoàng, 10.000 yến vàng, 100 tấn vàng. Có nghĩa là gì thưa anh chị em? Vì vua này hào phóng, vì vua này giàu có, và vì vua này khi cho đi là vô điều kiện. Nhưng mà cái tên đầy tớ này đáng tiếc lắm, nó không thấy được điều đó. Nó không thấy được ông chủ đã yêu thương nó như thế nào, và cái lượng hải hà khoan dung và cái ân sủng đổ xuống cuộc đời của nó như thế nào. Nó không thấy được điều đó. Nó không thấy được khả năng của nó giới hạn như thế nào, cho nên nó mới dám mạnh miệng mà nói rằng: xin tha cho tôi đi, tôi sẽ trả hết cho ông. Làm sao một người có thể làm công được mà trả được một khối tài sản lớn như vậy cho nhà vua này? Trong ánh mắt của đứa đầy tớ này, thưa anh chị em, nó chỉ thấy có một điều thôi, đó là vàng. Nó chỉ nhìn thấy vàng thôi. Nó không thấy khả năng giới hạn và nghèo nàn của nó. Nó cũng không thấy được lòng xót thương của ông chủ và cái tình thương vô cùng của ông dành cho nó. Cho nên nó cũng không thấy được cái nỗi đau của anh chị em nó. Một người mắc nợ nó chỉ có 100 quan tiền, tính theo cái đời sống lúc bấy giờ là 3 tháng tiền lương. Và cái người kia có đủ khả năng để trả với 3 tháng tiền lương đó, vậy mà nó vẫn tống ngục người ta. Có nghĩa là cắt luôn con đường sống, tống ngục, không có khả năng làm việc, không có khả năng trả nợ. Trong khi bản thân nó thì nuốt hết 100 tấn vàng. Nó chỉ thấy tiền và vàng, nó không thấy gì hết. Và phải chăng đó là bài học, cũng là một vấn nạn cho chúng ta ngày hôm nay trên đất nước quê hương này? Cách đây 2 tuần hơn, tôi có dịp đi Đại Phúc cùng với anh em ở giáo xứ Đông Sơn, một giáo xứ sát kề Formosa ở Kỳ Anh. Khi tôi đến đó, thưa anh chị em, thì tôi mới chợt nhận ra rằng đó không phải là một công ty, một xí nghiệp đơn thuần, mà nó là một thành phố. Formosa nó lớn như là một thành phố. Và tôi đến thăm người dân ở đó, những người mà họ phải di dời khỏi cái nơi mà họ gắn bó bao nhiêu đời để đến một cái vùng đất cũng kề cận đó, và bắt đầu một cuộc sống mới mà nơi đó họ gặp khó khăn nhiều. Tôi bước vào thăm từng gia đình. Điều mà tôi rất ngạc nhiên là khi đến thăm các gia đình, thường các bà là mau chảy nước mắt nhất khi mà hỏi về những vấn đề của gia đình. Nhưng mà lần này lạ lắm, cứ khi tôi hỏi rằng gia đình anh chị có gì cần cầu nguyện không, thì hết 10 nhà thì 7-8 nhà đàn ông chảy nước mắt trước.
Và cái câu đầu tiên là gì? Cha ơi, chúng con nhớ biển. Cha ơi, chúng con gặp khó khăn lắm, biển bây giờ không có cá, và chúng con phải đi đến rất là xa. Và tôi hỏi thăm cha xứ ở đó thì mới được biết rằng 95%, 96% phụ nữ trong giáo xứ đó là thất nghiệp. Còn đàn ông thì phải đi rất xa để đánh cá, mà cá không còn nhiều. Bờ biển thì rất sạch, rất trong, mà không một bóng người xuống tắm, bởi vì không có ai dám xuống. Còn cá kia bắt được rất ít đó, mà dân không dám ăn, đem đi bán ở đâu? Bán vào Sài Gòn, bán ra Hà Nội, ai ăn? Đây này, anh chị em và tôi. Nhưng một điều khác làm cho tôi lo ngại hơn nữa, đó là nơi cái thành phố Formosa đó, những cái cột khói khổng lồ, những cái ống khói khổng lồ mà tôi có thể nói rằng nó to như cái nhà thờ của anh chị em vậy. Và khói cứ nghi ngút bốc lên bầu trời, mà không có ai kiểm xem là cái chất độc thải ra đó nó ảnh hưởng như thế nào. Nó lan cả cái vùng miền Trung, nó bay ra Hà Nội, gió thổi bay vào Sài Gòn, chúng ta chia với nhau hết. Nó không chỉ đơn thuần là một sai lầm, mà nó là một môi trường chất độc. Đến thăm một gia đình, hai vợ chồng làm bảo vệ cho cái kho hóa chất ở trong đó, bởi vì làm bảo vệ cho nên phải ở ngày ở đêm, thì đưa con của mình vào ở chung luôn. Sau một thời gian ngắn, chồng ung thư, vợ ung thư, đứa bé mười mấy tuổi cũng ung thư luôn. Và cha trưởng đoàn Đại Phúc nói với tôi rằng: cha Vinh ơi, dân ở đây họ đạo đức lắm, nhưng mà điều mà chúng ta phải tập trung trong cái tuần Đại Phúc này là giúp cho họ tha thứ. Tha thứ cho những người đã cướp biển của họ, tha thứ cho những người đã gieo bệnh tật xuống gia đình họ, tha thứ cho những đổ vỡ trong gia đình. Bởi vì chia cho những cái miếng đất mới, cho nên có những gia đình giằng xé nhau. Cho nên có một trường hợp tôi đến ngay tận nhà, đứa em trong cái cãi cọ giành đất với anh đã đâm chết người anh ruột của mình. Và người anh đó vừa mới có một người vợ, chị ta mới có 21 tuổi và có một đứa con đang còn bồng ở trên tay có vài tháng. Người vợ trẻ 21 tuổi đó vừa khóc vừa nói với tôi rằng: cha ơi, cha cầu nguyện cho chồng con, cha ơi, cha cầu nguyện cho con biết tha thứ cho em của con. Cha ơi, cha cầu nguyện cho chúng con đang làm giấy tờ bãi nại để xin tha cho em của con nó về. Thưa anh chị em, bài học này quá lớn. Và khi chúng tôi đến đó, chúng tôi mong chờ gì? Mong chờ ân sủng của Thiên Chúa đến với từng tâm hồn, và xin Chúa giúp cho những tâm hồn hết sức tin tưởng vào Chúa đó mở ra để họ biết tha thứ nhiều hơn trong một quê hương đất nước mà họ không được bảo vệ. Và dường như cái thành phố kia là bất khả xâm phạm. Đáng buồn thay, tôi đứng ở sân nhà thờ, một bà cụ đến với tôi và nói với tôi: cha ơi, cha cầu nguyện cho cái anh thanh niên này. Tôi mới hỏi là: anh thanh niên này là sao của bác? Thưa cha, cái anh thanh niên này, cái thằng này là nó chạy xe, nó uống rượu, nó chạy xe, nó đụng chết con của con. Nhờ sau khi chôn cất con của con xong thì con rất là buồn và lòng giận lắm, cho nên con muốn đi vô tù, con gặp nó, con chửi cho nó một trận cho nó xả. Nhưng mà khi vào trong tù, con vừa thấy nó, nó gặp con, nó quỳ xuống và nó khóc. Lòng của con không còn giận nữa cha. Con thấy con thương nó. Và tìm hiểu thì nó còn vợ, còn con nhỏ nheo nhóc ở nhà. Mấy tháng nay, tháng nào con cũng đi thăm nó. Và con đang làm giấy tờ xin tha cho nó sớm hơn,
để nó về với vợ con. Đấy thưa anh chị em, cuộc sống này đầy những vết thương. Điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, giữa một thế giới bị tổn thương, chúng ta cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế năm nay của chúng tôi, dựa trên cái gợi ý của Đức Thánh Cha đó, lấy một cái chủ đề là chúng ta hãy trở thành những chứng nhân của Chúa Cứu Thế, những chứng nhân của lòng xót thương cho một thế giới đang bị tổn thương. Và cái chứng nhân mà chúng ta phải minh chứng đó là gì? Thưa, đó là lòng tha thứ. Khi đó chúng ta mới hiểu được điều mà Thánh Phaolô có một bài ca đức mến rất tuyệt vời. Ngài viết: đức mến thì tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã minh chứng điều đó. Ngài đã tha thứ, và không phải là tha thứ một chút, mà tha thứ cho đến tận cùng. Ngài vẫn tin tưởng tất cả khi mà các môn đệ của Ngài, những người phản bội Ngài, thì khi Ngài sống lại, Ngài vẫn tiếp tục trao chìa khóa nước trời, tiếp tục tin tưởng và sai các ông đi. Bởi vì Ngài hy vọng tất cả rằng, với quyền năng tình yêu của Ngài, quyền năng phục sinh đó, con người sẽ được biến đổi. Và Ngài của ngày hôm nay vẫn tiếp tục chịu đựng tất cả. Câu chuyện dụ ngôn cho thấy rằng vị vua nổi giận và cho tống ngục cái tên đầy tớ bất lương này. Nhưng mà đó là cái kết Chúa Giêsu kể. Cái lúc đó, một thời gian ngắn sau thôi, thì Ngài đã sửa cái kết đó lại. Vị vua đó không còn tống ngục cái tên đầy tớ này nữa, mà vị vua đó đã ôm lấy cái tên đầy tớ này, ôm lấy cái kẻ phá tan gia bài sản quốc gia của mình, thậm chí ôm luôn cả cái kẻ giết mình, để chịu đựng tất cả đó, đi cho đến đáy huyệt của sự chết. Và nơi đó, vị vua đó đã phục sinh khải hoàn, đã chiến thắng, và vị vua đó chính là vua Kitô. Thưa anh chị em, chúng ta là thần dân của Ngài. Chúng ta hãy mang cái đặc tính của thần dân vua Kitô, đó là đức mến, là tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Hãy đối xử với nhau trong cái vương quyền của đức mến đó, bây giờ, ngay lúc này, để chữa lành những vết thương trong gia đình của mình, nơi hàng xóm láng giềng của mình, và trên quê hương đất nước của mình. Trong tâm tình đó, với lời cầu nguyện và niềm xác tín, mời anh chị em cùng đứng và tuyên xưng đứng, và tuyên xưng đứng, và tuyên anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mậu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diềm phúc.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật, chí thánh, chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sống với con tim ở trên đôi tay giống như mẹ Maria. Đó là lời mà chị Kelly Russell Agondon, là một nhà thơ người Mỹ, trong cái tác phẩm vừa rồi, khi nói về cuộc sống, nói về vẻ đẹp và làm sao để sống một cách sáng tạo, thì chị đã chiêm ngắm khuôn mặt của mẹ. Và lại một nhà thơ, cho nên chị dùng một cái hình ảnh rất là đẹp. Hãy sống với con tim ở trên đôi tay. Cái hình ảnh đó, thưa anh chị em, có thể nói về cái ngày lễ trọng mà hôm nay Hội Thánh cử hành. Thế nào là hãy sống với con tim ở trên đôi tay? Thưa, đó là hình ảnh của sự dâng hiến. Khi chúng ta yêu ai thì chúng ta dâng hiến cả cái con tim của mình. Và cái con tim đó nó được trao ban một cách cụ thể trên đôi tay, có nghĩa là trong hành động. Cả cuộc đời của mẹ là như thế, thưa anh chị em. Mẹ đã yêu mến Chúa trọn cả cái cuộc đời của mình, với tất cả con tim của mình, với tất cả xác hồn của mình. Và mẹ dâng hiến một cách trọn vẹn bằng chính lời nói, hành động của mình. Và hôm nay khi mà chúng ta mừng lễ mẹ lên trời, có nghĩa là gì? Một cái hành vi dâng hiến trọn vẹn cả xác hồn của mẹ cho Thiên Chúa. Và Thiên Chúa, thưa anh chị em, đã ôm lấy trọn vẹn cả xác hồn của mẹ, với tất cả con người của mẹ, với tất cả trái tim của mẹ, với tất cả cuộc đời của mẹ. Tình yêu của Chúa bao phủ mẹ, và Chúa ôm lấy mẹ, và Chúa kéo mẹ vào trong vinh quang của người. Cho nên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong một bài giảng về lễ mẹ lên trời, Ngài nói như thế này: khi mẹ còn ở trần gian, mẹ chỉ gần gũi được một ít người. Giờ ở trong Thiên Chúa, Đấng luôn ở gần chúng ta, và đúng hơn là luôn luôn ở trong tất cả chúng ta, mẹ đang chia sẻ sự gần gũi này của Thiên Chúa. Ở trong Thiên Chúa và với Thiên Chúa, mẹ gần gũi với tất cả mọi người chúng ta. Mẹ ở trong chúng ta, cho nên mẹ biết con tim của chúng ta. Mẹ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Mẹ cứu giúp chúng ta với tình của một người mẹ, bởi vì Thiên Chúa đã trao tất cả chúng ta cho mẹ. Vậy chúng ta hãy chạy đến với mẹ. Cho nên đôi lúc chúng ta nói rằng mẹ của chúng ta tuyệt vời, mẹ của chúng ta rất là quyền năng. Nói như thế không có nghĩa là mẹ tự thân mình có cái quyền năng gì, nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta có thể nói rằng mẹ ở bên cạnh chúng ta, mẹ nghe chúng ta, mẹ biết chúng ta, mẹ hiểu chúng ta, bởi vì mẹ ở bên cạnh Thiên Chúa, và Thiên Chúa mà mẹ tin vào là đứng ở bên cạnh chúng ta. Bởi vì mẹ ở trong chúng ta, mẹ ở trong chúng ta là bởi vì mẹ ở trong Thiên Chúa, mà Thiên Chúa lại ở trong chúng ta. Cho nên chính khi mẹ lên trời, mẹ ở trong Thiên Chúa, và chính vì mẹ ở trong Thiên Chúa mà vị Thiên Chúa đó lại rất gần kề với con người, và ở trong con người đó mà mẹ trở nên là một người mẹ rất ư gần kề chúng ta, ở trong chúng ta, thấu hiểu chúng ta. Cho nên mẹ biết con tim của chúng ta, cho nên mẹ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, cho nên mẹ cứu giúp chúng ta bằng quyền năng của Thiên Chúa. Cho nên cái lễ mẹ lên trời, thưa anh chị em, là một cái mầu nhiệm mà có thấy, cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa yêu mẹ một cách đặc biệt, nhưng mà qua đó cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa yêu tất cả mọi người chúng ta, và Đức Maria trở thành một cái phương thế tuyệt vời để qua mẹ
Chúa chạm vào tâm hồn của mỗi người chúng ta với tình của một người mẹ, tình mẫu tử. Cái hình ảnh mà mẹ ở trong Thiên Chúa đó, thưa anh chị em, trong bài đọc 1, anh chị em thấy diễn tả rất đẹp. Một người nữ mặt mặt trời. Nói một cách khác, mẹ ở trong Thiên Chúa, vinh quang của Thiên Chúa bao phủ lấy mẹ. Và mẹ là ai? Thưa, hình ảnh của mẹ là mặt trăng. Cho nên Đức Maria chính là vầng trăng đón nhận trọn vẹn vinh quang của Thiên Chúa. Và ánh trăng đó, thưa anh chị em, chiếu tỏa trên tất cả mọi người chúng ta. Và đó cũng là hình ảnh của Hội Thánh. Một Hội Thánh mà luôn luôn ở trong Thiên Chúa. Một Hội Thánh mà tất cả chúng ta là chi thể trong thân mình của Đức Giê-xu Ki-tô. Chúng ta mặc lấy vinh quang là chính Đức Giê-xu Ki-tô. Và làm sao cho ánh vinh quang của Đức Giê-xu Ki-tô được phản chiếu trên khuôn mặt của chúng ta. Và chúng ta trở thành những vầng trăng ở trong cuộc đời này. Và giữa cái bóng đêm của cái thế gian này, chúng ta chiếu sáng. Ở trong cái bức tranh mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 đó, có một cái chi tiết nữa rất là độc đáo. Đó là người phụ nữ này, mặt mặt trời đó, chân đạp từng trăng đó, ở trong vinh quang rực rỡ đó. Nhưng mà điều gì đang xảy ra nơi bà? Thưa, đó là bà đang quằn quại sinh con trong đau đớn. Đó là hình ảnh của Hội Thánh cưu mang con của mình và hàng ngày đang chịu không biết bao nhiêu là gian nan khốn khó để sinh những đứa con ra. Và một cách cụ thể, thưa anh chị em, đó là hình ảnh của Đức Maria, mẹ của chúng ta. Mẹ lên trời nhưng mẹ lại rất gần chúng ta. Mẹ lên trời nhưng mẹ đang ở trong chúng ta. Mẹ lên trời nhưng mẹ đang đồng hành với chúng ta. Và mẹ cùng với chúng ta vượt qua tất cả những cơn gian nan khốn khó. Và mẹ bằng tất cả cái ân sủng mà Chúa ban cho mẹ, bằng mọi giá mẹ phải sinh chúng ta ra trong cái sự sống mới mà Đức Giê-xu Ki-tô con của mẹ đã mang lại cho chúng ta. Cho nên có một câu hỏi được đặt ra cho Đức Bê-rê-tô thứ 16 rằng, đó là Đức Maria có ở trong cái cơn khủng hoảng không? Cuộc đời của mẹ có khủng hoảng không? Rằng mẹ có ở trong cái tình trạng đen tối mà nơi đó không có Thiên Chúa không? Hay chúng ta nói là cái tình trạng tội, Đức Maria có ở trong cái tình trạng đó không? Tình trạng vắng bóng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Bê-rê-tô thứ 16 ngài trả lời rằng Đức Maria không phạm tội, nhưng mà mẹ đã đi vào cái tình trạng của bóng đêm của tội lỗi, mà nơi đó mẹ lạc mất Thiên Chúa, mà nơi đó mẹ vắng bóng Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ, mà nơi đó Thiên Chúa bị giết chết. Cho nên mẹ có đi vào những cái cơn khủng hoảng trong cuộc sống mà đôi lúc anh chị em và tôi nói rằng con không thấy Chúa đâu, con lạc mất Chúa rồi, Chúa đã chết đối với con rồi, cuộc đời của con trở nên trống rỗng hoàn toàn. Con ở trong khủng hoảng, con ở trong thất vọng, con ở trong bế tắc. Đức Maria có ở trong đó không, thưa anh chị em? Thưa có. Bởi vì mẹ cũng lạc mất Chúa. Mẹ cũng hớt ha hớt hải trong cái hoảng hốt đi tìm con của mình khi mà Chúa Giê-xu Ki-tô năm 12 tuổi ngài lên đền thờ. Nhưng mà cả cuộc đời của mẹ gắn bó với Chúa đó, mẹ có thấy Chúa của mình trở thành trò hề cho thiên hạ không? Thưa có. Khi mà người ta nói rằng ngài là đồ bị quỷ ám. Cả cuộc đời của mẹ hết sức gắn bó với Chúa đó, một vị Thiên Chúa mà mẹ tin đó, một vị Thiên Chúa mà thế gian này có thể nói là đang tìm cách giết hại ngài. Cái hình ảnh con rồng, cái hình ảnh của con mãng xà đang chờ chực người đàn bà sinh đứa con ra thì ăn lấy con của bà, thì giết lấy con của bà đó. Đức Maria có đi vào cái cơn khủng hoảng Thiên Chúa vắng bóng, Thiên Chúa bị giết chết không? Thưa có. Dưới chân thập giá mẹ đang đứng đó, và mẹ cũng rơi vào cái tình trạng khủng hoảng đó, mẹ rơi vào cái tình trạng bóng đêm đó. Và mẹ của chúng ta cho đến giây phút này vẫn chưa bao giờ rời cái chân thập giá đó. Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Và cho dầu chúng ta ở trong tình trạng nào, cho dầu đó là tình trạng của tội lỗi mà nơi đó chúng ta lạc mất Chúa, cho dầu đó là tình trạng có thể nói rằng con khủng hoảng và con mất đức tin rồi, con không tìm thấy Chúa nữa, Chúa chết rồi trong cuộc đời của con, thì thưa anh chị em, một điều rất chắc chắn, anh chị em không có một mình. Bởi vì Chúa
đang ở bên cạnh anh chị em, và nhất là Đức Maria đang kề cận anh chị em dưới chân thập giá đó, và đang mời gọi chúng ta hãy cùng ngước nhìn lên con của mẹ đấng đang chịu đâm thâu vì chúng ta. Tối hôm qua sau cái cơn mưa thì tôi có gặp một anh chạy xe ôm. Anh đứng cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, và anh xin gặp tôi. Khi tôi ra thì tôi thấy cái gương mặt của anh rất là thất thần. Hỏi ra thì mới biết rằng anh đã trải qua một cuộc hôn nhân và không có hạnh phúc. Nhưng mà cái đau đớn hơn là bây giờ không chỉ là vợ chồng không còn ở với nhau nữa, mà cái đứa con đó mà anh rất thương đó, cái đứa con mà đã có lần mà người ta muốn phá đó, và thậm chí khi sinh ra rồi người ta muốn cho nó đi đó, và bằng mọi giá anh cố gắng anh giữ được đó, thì bây giờ cái đứa con đó ở trong cái tình trạng bệnh rất là nặng, và anh ta lại không gần con của mình được. Đứa con đó bị bắt đi. Cho nên cái người cha đau khổ và thất thần, người cha đó vừa nói với tôi và nói rằng: cha ơi, con nhớ con của con, cha ơi, con lo cho con của con, cha ơi, con không thể sống thiếu con của con. Và cha ơi, cuộc đời của con sẽ rất hối hận, và sau này con sẽ vô cùng hối hận nếu như con mất đứa con này. Làm sao con có lại được đứa con này, thưa cha? Và là một anh thanh niên rất là trẻ. Nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy một chàng thanh niên trẻ như vậy đứng trước tượng Đức Mẹ và gương mặt thất thần. Và anh ta cứ nói hai ba lời thì anh ta lại nhắc lại rằng: con nhớ con của con nhớ con của con. Rồi anh ta nói lung tung, anh ta không tập trung lại được, và anh ta lại nói: con nhớ con của con. Và anh ta đang đứng với mẹ ở dưới chân thập giá đó. Cách đây mấy hôm tôi lại gặp một người con. Anh ta đi xin lễ cho mẹ của mình. Anh ta nói với tôi rằng: thưa cha, con là một đứa con bất hiếu, bởi vì con trách mẹ của con suốt cả một cuộc đời. Con nói với mẹ con rằng mẹ không có thương bố. Khi mà bố đi học tập cải tạo, bố ở trong tù và bố mất ở trong tù. Bố vừa mới mất ở trong tù có một vài tháng thì mẹ lại lấy một người chồng khác. Và cái người này là người bạn học của mẹ ngày xưa. Mẹ không có chung thủy với bố. Và một thời gian sau thì cái người chồng này cũng qua đời vì cơn bệnh. Và anh ta cứ như thế cho đến khi mà cách đây không lâu bà qua đời. Và anh ta dọn dẹp phòng của mẹ thì mới đọc cái nhật ký của mẹ, thì mới thấy rằng tất cả những gì anh ta nói về mẹ hoàn toàn sai. Mẹ của anh vẫn chung thủy với cái người chồng của mình, và cái người đàn ông mà bà tiếp tục gọi là nối tiếp thì đó không phải là người chồng. Nhìn bên ngoài thì đúng là người chồng đó, nhưng mà họ chỉ sống như một người bạn, bởi vì cái ông này quá yêu bà. Và cái lúc mà còn trẻ đó và quá cơ cực đó, phải nuôi con rồi phải nuôi mẹ chồng nữa, thì bà đã để cho cái người đàn ông này có thể nói là chăm sóc cho mình, nhưng mà chưa bao giờ sống như là một người vợ, như là vợ chồng ở trong gia đình, chỉ như là bạn thôi. Và trong cái nhật ký mà viết lại đó, bởi vì bà là cô giáo mà, cho nên bà hãy viết nhật ký, thì nơi đó tràn đầy cái tình yêu của một người vợ dành cho người chồng đã mất. Cho nên lúc đó đứa con á, khi mà xin lễ và hỏi tôi rằng: thưa cha, tại sao vậy? Tại sao mẹ của con không nói cho con biết? Tại sao một điều đơn giản như thế mẹ của con vẫn cứ mang trong lòng và không giải thích cho con? Thì lúc đó tôi mới trả lời với anh rằng: tại vì bà là mẹ. Người mẹ rất tuyệt vời. Một người mẹ có khả năng chịu đựng hết tất cả những gì mà con của mình làm, cho dù nó đối với mình như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ sâu xa hơn là bởi vì anh rất thần tượng bố của anh. Và mẹ sẵn sàng hy sinh để trong trái tim của anh chỉ có một hình ảnh là bố thôi. Và điều đó cho thấy rằng bà rất yêu bố của anh. Cho nên cái kỳ diệu của cái mầu nhiệm làm mẹ là gì, thưa anh chị em? Thưa, đó là người mẹ có khả năng cưu mang. Cho nên người đàn bà mặt mặt trời,
rực rỡ trong vinh quang, nhưng mà lại đang quằn quại sinh con của mình. Đó là hình ảnh của Hội Thánh, đó là hình ảnh của Đức Maria, đó là hình ảnh của tất cả mọi bà mẹ. Và cái chữ mà chúng ta gọi là lên trời ở trong tiếng Latin là assumpto, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ôm lấy, có nghĩa là đảm nhận, có nghĩa là chịu trách nhiệm hoàn toàn, có nghĩa là cưu mang. Và đó là mầu nhiệm làm mẹ. Cho nên hôm nay chúng ta cử hành ngày lễ của Đức Maria, một người mẹ đã cứu mang Chúa Giêsu Kitô và sinh con của mình trong cuộc đời này đấng cứu độ. Người mẹ đó lại tiếp tục cứu mang mỗi người chúng ta, và nơi hình ảnh của Đức Maria mà hôm nay chúng ta cử hành đó, chúng ta cũng nhớ đến người mẹ của mình đã ôm lấy mọi người chúng ta, đã cứu mang chúng ta trong lòng già, đã sinh chúng ta ra trong cuộc đời. Và bao nhiêu cái gian nan khốn khó, bao nhiêu cái oan ức, bao nhiêu cái đắng cay, bao nhiêu cái cực nhọc, bao nhiêu cái mồ hôi nước mắt, bao nhiêu những cái lúc mà có thể nói rằng không nói được một lời để tâm sự với ai, thì người mẹ ấy vẫn tiếp tục ôm lấy, vẫn tiếp tục cưu mang, cho dầu con của mình có lớn đến mức nào thì vẫn có thể sinh nó ra mỗi ngày và mỗi ngày trong sự hy sinh của mình, trong lời cầu nguyện của mình, bằng chính sự sống của mình. Cho nên để chúng ta cử hành ngày lễ của mẹ lên trời, chúng ta hãy ôm lấy nhau thưa anh chị em, ôm lấy nhau trong cái vòng tay của một người mẹ, của một người cha. Hãy ôm lấy nhau như là những đứa con ôm lấy bố mẹ của mình. Hãy ôm lấy nhau trong cái tình thương mà chúng ta dành cho nhau, bởi vì chúng ta đã đón nhận tình thương đó từ người mẹ và đi cho đến tận cùng là từ Thiên Chúa tình yêu. Cho nên trong thánh lễ này, tôi cũng xin anh chị em cách đặc biệt hãy cầu nguyện cho bố mẹ của mình, hướng về Đức Maria, hướng về Thiên Chúa là Cha tình yêu mà Ngài luôn luôn dành cho chúng ta. Giây phút này tôi mời chị em cùng đứng và chúng ta tuyên xưng đức tin.